Xin chào mọi người đã đến với cái video tiếp theo. Thì ngày hôm nay là một cái ngày mà rất là đặc biệt. Tuấn sẽ hỗ trợ cho hai khách hàng ở xa tới, một khách hàng ở Bến Tre với lại một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh chị đó đã xem và đã đặt cọc thì ngày hôm nay họ sẽ tới để bàn giao đất rồi là cũng như là sẽ đi công chứng trong cái ngày hôm nay. Thì hôm nay là bây giờ thì đang là 6 giờ sáng thì tụi mình đang ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thì bây giờ tụi mình sẽ di chuyển lên Buôn Hồ. Cái lô đất của mình bán là nằm tại Buôn Hồ. Thì mình sẽ bắt đầu cái hành trình của mình là cùng là mình sẽ đi lên đèo Hà Lan và mình sẽ quay review với mọi người ở bánh canh Hà Lan. Sau đó rồi thì cùng mời mọi người theo chân mình xem cái hành trình tụi mình sẽ đi hỗ trợ cho khách hàng bàn giao đất cũng như là đi công chứng xem như thế nào nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình cùng di chuyển. Bây giờ thì mình đang ở đường Phan Bội Châu của thành phố Buôn Ma Thuột. Sáng nay thì đi rất là sớm cho nên là thời tiết rất là dễ chịu và cảm thấy không khí rất là trong lành. Đấy, cũng hiếm khi mà tụi mình dậy sớm như thế này và để đi ra ngoài làm việc. Thông thường thì tầm khoảng là 8 giờ kém thì mình mới bắt đầu một ngày mới. Còn ngày hôm nay thì có việc công chứng ở Buôn Hồ nên là mình di chuyển lúc bây giờ khoảng mới có 6 giờ 15 thôi. Đây là cái doanh trại quân đội. Buổi sáng thì có nhiều cửa hàng với lại có nhiều hàng quán thì cũng còn chưa mở cửa nữa. Bây giờ ở Đắk Lắk thì thời tiết mấy ngày hôm nay là ấm hơn so với lại cách đây khoảng 3 tuần thì rất là lạnh, còn bây giờ thì ấm hơn rồi. Nhưng mà buổi tối thì mình thấy gió rồi các cái tiếng gió cũng rất là nhiều. Gần Tết thì có thể là không khí nó sẽ se lạnh hơn một chút. Bây giờ thì mình qua cung đường Nguyễn Tất Thành. Đây trước mặt mình là vòng xoay. Đấy. Còn bên phía tay trái của mình á, đấy là khu khách sạn Mường Thanh. Đấy, nếu mà mọi người di chuyển từ hướng sân bay Buôn Ma Thuột về trung tâm của thành phố, đấy thì sẽ gặp khách sạn Mường Thanh. Một khách sạn cao cấp tại Buôn Ma Thuột hiện nay. Đấy, mình sẽ di chuyển thẳng theo phía bắc của Buôn Ma Thuột theo tướng quốc lộ 14. Bắt đầu cái khúc đường này thì bây giờ đông đúc hơn, mọi người bắt đầu hối hả đi làm, hối hả bắt đầu vào một ngày mới với lại công việc. Ở Buôn Ma Thuột thì có rất là nhiều xe ô tô. Là một trong những cái thành phố mà có tỷ lệ người dân sở hữu ô tô nhất nhì của Việt Nam luôn. Bên tay phải của mình là một khách sạn rất lâu đời ở Đắk Lắk, khách sạn Đắk Vu Cô. Đấy, tiện cái hành trình này thì mình sẽ quay cho mọi người xem một chút xíu đường xá. Đấy, bây giờ thì tụi mình tới với thị xã Buôn Hồ, đây là cổng chào của thị xã Buôn Hồ. Từ khu thành phố Buôn Ma Thuột thì mình di chuyển tới khu vực này mất đâu đó khoảng 15 km. Bây giờ thì tụi mình tới đèo Hà Lan. Và khi mà tới với đèo Hà Lan thì mình thấy một cái cảnh tượng sương mù rất là đẹp. Tại vì sáng đi sớm thì có cái cảnh tượng này, cho nên tiện cái video này thì mình quay và review cho mọi người về đèo Hà Lan luôn. Đấy, mình rất là muốn giữ trọn vẹn cái video này nên là mọi người chịu khó xem một chút. Đấy, giống như là một cái đi thẳng vào một cái làn sương, một cái khung cảnh sương mù vậy. Sáng đi sớm nên là bắt được cái cảnh của đèo Hà Lan cực kỳ là tuyệt vời. Ở đèo Hà Lan thì có quy hoạch một cái khu du lịch đèo Hà Lan rồi. Đấy, dựa vào những cái thắng cảnh, những cái cảnh sắc vốn có. Khi mà đi đến đây thì nhiệt độ thường thấp hơn dưới Buôn Ma Thuột khoảng từ 1 cho tới 2 độ. Cảnh quan ở đây thì cực kỳ phù hợp để mà làm du lịch. Đấy, tầm nhìn xa của mình bây giờ lúc này chỉ chắc chỉ được cỡ khoảng 700 mét thôi.
sương mù hết và cảm giác như là rất là lạnh. Anh chị nào mà yêu thích cái tiết trời se lạnh này đó, cái tiết trời mà hơi tê tê một chút đó, thì đây thực sự là một nơi rất là tuyệt vời, cảnh đèo rất là đẹp đấy. Trong tương lai thì quy hoạch một cái khu du lịch đấy. Thời gian trước đây thì dụ lên cái thông tin ở đây rất là nhiều, nhưng mà có thể là sẽ cần thêm một thời gian nữa thì cái khu du lịch mới được hình thành. Nhưng mà về những cái yếu tố tiềm năng về nghỉ dưỡng, tiềm năng về du lịch thì đây thực sự là một yếu tố đã có sẵn. Đây mình sẽ tới cái khu trước mặt là cây xăng. Ngay nếu mà mình quẹo cái hướng tay phải vừa rồi đó là mình sẽ vào khu vực xã Bình Thuận của thị xã Buôn Hồ. Thì bây giờ team mình đã tới chỗ khu vực Bánh Canh Hà Lan ở ngay đối diện giáo xứ Vinh Quang. Bây giờ mình cùng ăn sáng trước khi tiếp tục hành trình nha mọi người. Rồi. Cái ớt của họ là một nóng hổi luôn. Đấy. Chỗ này thì mình chắc cho ít thôi, tại vì cái quán này mình cũng hay ăn, nó cay lắm. Đấy. Cho một lát chanh nữa vào. Đấy. Ở cái quán này thì thường xuyên ăn á là mình không có xài đũa. Đấy, để mà cho khách hàng có thể thưởng thức được cái vị súp ở đây. Quán này là một cái quán rất nổi tiếng ở trên khu vực đèo Hà Lan. Đấy. Cái nước súp nó rất là ngon, với lại cái đặc biệt là cái thịt của nó như thế này. Đấy, cực kỳ là ngon. Đấy. Trong cái thời tiết se se lạnh ở đây á mà thưởng thức một cái tô bánh canh như thế này là hết ý luôn. Ngon. Rất là tuyệt vời. Thôi mời mọi người cùng thưởng thức nha. Sáng nay đi có sương mù ăn bánh canh Hà Lan ơi, hết sảy rồi. Thường mà có công việc ở bên Buôn Hồ đó thì là team mình rất là hay ghé qua đây ăn khởi đầu ngày sáng. Đi sớm quá nên là chưa có khách tới, chứ thực ra quán rất là đông. Khi mà tới nơi thì hai anh chị khách hàng là đã tới trước tụi mình rồi. Đấy. Ngày hôm nay thì anh chị khách hàng từ Bến Tre và ở thành phố Hồ Chí Minh có lên. Ở dưới khu đất thì mình sẽ đo đất. Rồi sau đó sẽ qua bên phòng công chứng. Dạ vâng. Cái khu đất này thì mình đã có dịp giới thiệu với cả nhà mình ở trên cái video của kênh Anh Tuấn Property. Chiều ngang của cái miếng đất này là 51m và chiều dài là 50m. Đấy, thì nếu mà mọi người xem lại, có thể xem lại cái video mình review. Cái lô đất này thì đã được một anh khách hàng sáng anh đi từ Sài Gòn luôn. Ông có cái app Ken không? Anh chị đã tìm hiểu rất là kỹ về Buôn Hồ và quyết định mua cái miếng đất này. Miếng đất rất là đẹp, nằm tại cái nhánh đầu tiên của đường Hoàng Quốc Việt. Đấy, sau này thì các cái khu vực về trung tâm hành chính, về bệnh viện, rồi tất cả các cái khu hành chính mới sẽ được di chuyển về phía gần cái miếng đất này rất là nhiều. Đấy, đây là cái lộ giới trước mặt của con đường, nhánh đầu tiên của đường Hoàng Quốc Việt. Đấy, chỉ cách khu vực đường quốc lộ 14 đâu đó chắc khoảng là mấy trăm mét thôi. Lô đất được căng ngang và cắm cọc mốc. Đấy, bạn Vĩnh ở trong team mình thì bây giờ đang đi kiếm cái thước để mà đo. Đã có cọc mốc hết rồi. Cái khu đất ở bên kế bên thì họ đang cắt cỏ lại cho nó đẹp. Đấy. Hôm trước tới đây thì có một cái hàng cây xanh để làm cái rào. Bữa nay thì đã được cắt đi và làm đẹp rồi để bàn giao cho anh chị khách hàng. Cái này thì bữa có một hàng cái cây cau dài để mà làm mốc.
Bây giờ thì mình sẽ đo đất. Đấy, bây giờ mình vừa đo vừa quay, cho nên là nếu mà cái video nó hơi rung lắc nhẹ chút xíu thì mọi người thông cảm. Tại vì một tay mình vừa cầm thước đo rồi một tay mình cầm máy quay. Cứ một chiều dài của cọng thước này là 7,5 m. Thì mình đo căng theo cái đường cước, cái sợi kẽm. Đây là trên cao đây này. Mình có cái thước dài 50 m, nhưng mà cái thước đấy nó khi mà nó bung hết ra thì nó không được căng và nó rất là rối. Đấy, cho nên là mình đo bằng cái thước này. Đây anh giữ hộ em. À đúng rồi. Và anh chị khách hàng cũng hỗ trợ tụi mình trong cái quá trình đo. Tuấn ở nhà ở đâu? Em với Vinh là ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn nhưng mà giống như là đi về về ở trên đấy mà. Sài Gòn em thì em ở bên mé Nhà Bè. Vâng. 7,5 m ở đây. Miếng đất này thì 30 rồi đúng không? Cũng có sẵn thổ cư ở trên đất rồi. Đấy, có thể là làm nhà vườn cực kỳ tốt, cực kỳ tuyệt. 45 rồi anh. Hoặc là có thể là nếu mà chưa về ở thì có thể là canh tác trước. Đấy. Rồi bây giờ mình đo tới cái mốc này luôn rồi. Đang thu rồi. Chỗ này được 6 m nữa anh ơi. Khoảng 6 m nữa. Áp vâng. Ở trên áp Google hả anh? Đúng rồi. Áp của máy luôn. À. Apple. Vâng. Nói chung là nó cũng xê xích nhưng mà thật ra có thể là hơn khoảng chừng mét đấy. Anh chừng nữa anh về nữa anh đóng gào á. Anh. Chừng nữa anh đóng gào á. Mỗi lần mà đi hàng cây cũ bán hàng cho khách hàng thì niềm vui của tụi mình là thấy anh chị khách hàng tìm được những cái bất động sản ưng ý. Những anh chị chủ đất thì ra được hàng, bán được bất động sản của mình, lấy tiền thanh khoản, lấy tiền kinh doanh, lấy tiền xử lý công việc. Đấy thực sự là cái niềm vui của team mình khi mà hỗ trợ được người mua và hỗ trợ được người bán. Giao dịch được với nhau với những cái mức giá mà cả hai bên cùng hài lòng. Trong cái thời điểm mà thị trường bất động sản á, phải nói là đang ở trong những cái thời kỳ thực sự là khó khăn thì tụi mình vẫn quyết tâm ở lại với công việc, hỗ trợ được người mua và hỗ trợ được người bán. Ngay trong lúc này có rất là nhiều anh chị bán được hàng, ra được cái bất động sản của mình á, đấy thì cảm thấy rất là vui. Và có những anh chị thì tìm được những cái bất động sản ưng ý. Còn những anh chị nào mà cũng đang gửi những cái bất động sản cho tụi mình thì mình vẫn đang rất là tích cực kết nối với lại những cái anh chị mua bất động sản. Đấy, có những cái bất động sản thì có thể là chốt được ngay, có những bất động sản thì có thể là cần một thời gian để những anh chị khách hàng tìm thấy. Chiều dài của cái lô đất này là cũng gần 50 m. Đấy, mình đo bằng cái thước này á thì nó cũng gọi là tương đối một chút xíu. Đấy, cũng có tương đối một chút xíu, nó gần đúng thôi. Để cho anh chị tham khảo. Chắc thiếu xíu. Sau này phía Buôn Hồ có định hướng lên thành phố trong thời gian nữa thì đây chắc chắn là một trong những cái vị trí cực kỳ tiềm năng. Tới chung một trong những vị trí có thể là có cái sự tăng giá đột biến cho anh chị khách hàng. Đấy,
Nhưng mà anh chị khách hàng mua về đây ở, cho nên đấy cũng chỉ là một phần cái lý do thôi. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình mua một được cái bất động sản ở đây mình ở, mà lại vừa được ở mà lại vừa tăng giá thời gian thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Nó nếu mà nếu mà tới ngoài sau này luôn là gần sau này nó là một cái tài sản rất là lớn cái trụ luôn, ngoài cái trụ luôn. Cái này nó phải làm đây. Anh chị có chia sẻ rằng là anh chị ấy mua về đây và dự tính là sẽ xây. Đó. Anh hàng xóm ở ngay cái nhà đối diện của miếng đất. Nói chuyện luôn đúng không? Anh Quỳnh xây xây lên cái nhà. Xây cái nhà với lại xây hàng rào luôn. Để xây hàng rào trước cuối này. Với thị trường bất động sản hiện nay thì Tuấn thấy rằng là những cái người khách hàng về có nhu cầu thật và họ mua canh tác hoặc là họ mua ở hoặc là họ mua với cái mục đích sử dụng á thì vẫn tìm tới thị trường, vẫn tìm tới tìm kiếm những cái bất động sản. Còn khách hàng về đầu tư, khách hàng về về mua tích lũy thì thực sự là chia sẻ là đang ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là sát Tết cũng như là qua Tết là những cái thời điểm công bố những cái quy hoạch mới, có những cái thông tin mới thì hy vọng là thị trường bất động sản sẽ có những cái thanh khoản thuận lợi, thanh khoản tốt hơn so với thời điểm này rất là nhiều để cho thị trường được trở lại và mọi người đều có công ăn việc làm và đều tìm được những cái bất động sản ưng ý. Cái điện gió mà nó có cái vườn thông cho trung tâm chính qua trung tâm của Karong Book. Sau khi mà bàn giao bất động sản xong thì anh chị sẽ tới với phòng công chứng để công chứng cái bất động sản này. Đấy. Thì một lát nữa mình cũng sẽ quay ở bên phòng công chứng. Nếu mà cần thì cái này em đo bao nhiêu ạ? 494. Bên nhiều khi á nó hơi chút xíu đây này, giống cái ranh mình cầm mình đo từ đây này, nhưng mà khi làm sổ người ta lại tính từ ngoài này này đó. Tính từ mép đường, phải tính từ mép đường, áp xuống Vinh ơi, áp xuống thì mới chuẩn. Đi qua đi anh. Con đường này thì hai ô tô né nhau thoải mái rồi. Là anh làm gạo lại á. Thật ra là anh làm gạo, anh dời cái trụ này ra, anh đóng theo cái hàng cây. Khu Buôn Hồ đang thay đổi rất là nhanh. Và có thể là chỉ một thời gian ngắn nữa mình quay lại á, thì những cái con đường ở đây có khi là đã thay đổi và biến chuyển rất là nhiều. Xe cộ nó thoải mái. Không không, anh chị đóng ở ngoài cũng không sao. Tại vì ở đây cái, sau này làm đường thì mới cái hàng đường hai bên nó lồi ra một chút rồi. Nó lồi ra chút nữa. Vâng. Đó. Không, theo con là gì nè, khi mà chú cô chú rào tạm thôi á thì để đây, khi mình để kiên cố á rời có khoảng 2-3 mét rồi đường người ta sao kể đó. Cái này là cái phần mình là địa phần của mình, mình trồng có thể trồng cây ngoài này nhưng mà xe mình quay trở nó có nhiều vàng rào không mà hàng đẹp luôn, đẹp luôn, nhà, đẹp luôn thì như đất mình mà ít thì nói đất mình nhiều để mình dời trong vài ba mét cho rộng dài như này nó đủ rộng rồi, 5 mét đủ rộng rồi. Như bên kia là họ làm ra tới đây này. Cứ thẳng theo của họ thôi chứ chẳng cần là cái thẳng theo của họ mình xây thôi. Ra khoảng tới đây. Trồng hoa trồng bông cũng đẹp vậy. Ví như cô nhà hàng rào kiên cố bên ngoài trong này chỉ là cái đường nhẹ nhẹ. Trong đó mình trồng hoa. Mình đang ở phòng công chứng Cao Sĩ Hòa, là phòng công chứng nằm ngay tại trung tâm của Buôn Hồ. Thường thì team mình hay giao dịch các cái bất động sản tại đây. Wow, ngày hôm nay là một ngày thường thôi mà phòng công chứng cực kỳ đông. Những anh chị khách hàng cũng có mặt ở đây từ rất là sớm để công chứng. Đấy, bây giờ thì hai anh chị khách mua và khách bán sẽ đọc lại cái hợp đồng và kiểm tra lại các cái thông tin cá nhân của mình trên hợp đồng.
Bên ngoài phòng công chứng thì xe hơi đậu cực kỳ nhiều. Wow, mình không nghĩ rằng là thời điểm này mà phòng công chứng lại đông như vậy. Giao dịch ở Buôn Hồ vẫn rất là tốt. Đấy, thì anh chị có thời gian đọc lại hợp đồng rồi ký, và sau đó mình sẽ chờ tới lượt để vào công chứng. Cái chỗ này là 1.1 như cho đám trống này đúng không? 1.1 là cái đoạn này này. Đám trống trống này. Dạ đúng rồi. 1 là cái đoạn giữa hai cái. Là 2.1, 2.1. Tức là cái khoảng giữa này là cái khoảng của đất ở này. Và ở cái sổ kia. Cái này là 25. 25 với 1 là 26, 27. Nếu mà nó có được cái đường thì để mình biết là mình đo chính xác. Cái đường này anh ạ, cái đường trước mặt mình thôi. Ngoài ra thì sau khi mà công chứng thì bên mình có nhận hồ sơ của khách hàng để làm chọn gói cho những anh chị khách hàng. Thì cũng có rất là nhiều anh chị khách hàng ở xa cho nên là sẽ giao lại cho bên mình, chuyển lại cho bên mình đi làm sổ. Đấy, bây giờ thì anh khách hàng mua bất động sản thì sẽ ký vào hợp đồng. Ký thì mình sẽ ký nháy từng trang, và ở cái trang cuối cùng đó, thì sẽ có một cái chữ ký lớn và ghi đầy đủ họ tên. Mình ký về cái hợp đồng chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất, cũng như là ký ủy quyền cho bên team mình làm thuế để ra sổ khi mà sang tên của anh chị khách hàng mới. Tất nhiên là trước đó một ngày cho tới 2 ngày thì bên mình đã gửi đầy đủ các cái thủ tục, các cái thông tin cá nhân của khách hàng tới với đại diện của phòng công chứng để họ kiểm tra trước, và để khi mà ngày hôm sau á, mà anh chị lên á, thì cái hồ sơ, cái thủ tục nó được nhanh hơn, nó được thuận lợi hơn. Đấy, thì tụi mình cũng đã có cái chuẩn bị đó trước. Niềm vui của anh em môi giới là được kết nối giữa khách mua và khách bán. Còn bây giờ thì anh chị tới chị sẽ ký vào cái hợp đồng. Thủ tục ký hồ sơ như này như nào hả Vinh? Hai bên sẽ ký hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất và ký ủy quyền cho tỉnh để làm giấy tờ. Đấy, đảm bảo là phải ký nháy vào từng trang để chắc chắn rằng là anh chị đã đọc hết tất cả những cái trang nhỏ trong đó rồi. Và khi mà tới cái trang cuối cùng thì mình sẽ ký một cái chữ ký lớn và ghi rõ đầy đủ họ tên. Rồi sau khi mà công chứng xong thì anh chị khách mua, khách bán với lại team môi giới của bên mình cùng đi ăn tại một cái quán ăn rất là quen thuộc mà bên mình hay ghé tới mời anh chị khách hàng. Đấy là quán ăn nằm tại Buôn Hồ, Palama. Kết thúc tăng ngang xong rồi tới tăng đấy, quán ăn đồng quê thôi nhưng mà bữa cơm thật sự là ấm cúng. Đấy, để cảm ơn anh chị đã tin tưởng bên mình. Quán có cái không gian cũng rất là tuyệt vời, với lại ở ghế đầu này, nhà tranh này, đấy, đối diện là cà phê luôn.
Rồi sau khi mà công chứng xong thì buổi chiều bên mình có tới nộp hồ sơ ở bên bộ phận tiếp nhận của Buôn Hồ, văn phòng một cửa. Thì văn phòng một cửa của Buôn Hồ cũng mới chuyển về Trần Hưng Đạo này thôi. Đấy, trước đấy thì nó nằm ở gần cái khu vòng xoay. Cập nhật cho anh chị nào mà lâu rồi chưa đi công chứng tại Buôn Hồ. Đấy. Mà bên mình có bốc số thông qua online trước và chờ. Thì tới khoảng 4 giờ cùng ngày thì tới lượt. Bây giờ Buôn Hồ cũng rất là đông cái lượt hồ sơ anh chị ạ. Đấy, bốc số online trước rồi là chờ 4 giờ, khoảng 4 giờ cùng ngày thì mình xong xuôi hết tất cả cái hợp đồng cho anh chị khách hàng. Tới số bao nhiêu rồi Vinh? Tới buổi tối khi mà team mình về tới Buôn Ma Thuột thì muộn quá nên là mình không có làm không một cái video kết thúc. Đấy, mình sẽ quay một chút cái văn phòng mới của bộ phận một cửa của Buôn Hồ để mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video. Nhân đây thì Tuấn cũng chia sẻ một số các cái đặc sản của Tây Nguyên như là mật ong hoa cà phê này, hạt maca, hạt điều, mít sấy, cacao. Mọi người đặt hàng ủng hộ kênh á thì có thể gọi điện theo cái số hotline 0936438544 hoặc là bấm vào cái đường link đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ